mảnh đất Tây Nguyên nổi danh với cà phê, hồ tiêu. Nuôi trồng thủy sản cũng đang là hướng phát triển kinh tế đang được người dân nơi đây thực hiện. Có nhiều mô hình thành công phù hợp với chủ trương phát triển khoa học công nghệ và kinh tế nông nghiệp. Vừa làm đa dạng cơ cấu vật nuôi, vừa trở thành mô hình điểm để bà con học tập, nhân rộng, phát triển. Gia đình ông Trần Huy Nghệ là một trong những hộ tham gia mô hình nuôi cá rô phi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cá được thả với mật độ 3 con 1 mét vuông, định kỳ sẽ ghi sổ theo dõi, kiểm kê thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng xử lý. Dù chậm lớn hơn so với cách nuôi thông thường, nhưng bù lại, cá khi xuất bán có thịt chắc, thơm, giá bán cao nên hiệu quả kinh tế tăng thêm. Gia đình thì phát triển kinh tế tốt bởi vì là vào hợp tác xã thì là được về học hỏi về kỹ thuật nuôi trồng giống má thì cá là vừa bán vừa cấp, giá nó đúng giá. Chỉ tính riêng tại Đắk Lắk có đến hơn 700 công trình thủy lợi, hồ chứa tạo nên sự đa dạng các loại mặt nước. Để tận dụng tiềm năng này, nhiều nơi xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè. Điển hình ở khu vực hồ thủy điện Srepok 3 hình thành một hợp tác xã nuôi hơn 70 lồng các loại cá như cá chép, diêu hồng, cá rô đầu chuông. Mỗi tháng cung ứng ra thị trường trên 100 tấn cá thịt các loại. Song song đó, các dịch vụ trải nghiệm chăm sóc cá lồng bè, câu cá trên sông cũng được đưa vào hoạt động và được nhiều du khách đánh giá cao.